Rồi, hôm nay chào gia đình. Ủa, con mới đi bệnh viện về hả? Dạ, mới nằm nữa. Ai thấy nữa nữa cha. Ra không cơ kìa. Ra chú kêu. Lâu, coi chừng cái tay á, lâu. Đó, anh này bún đó. Anh hai lớn nè. Đó, anh hai lớn vậy, anh hai bún đòn đó. Ờ, anh hai là hôm nay mới đi học về. Dạ chưa, dạ, năm sau. Sao cái cặp nó chơi á, nó đòi đi học hoài á. Năm sau em mới cho nó đi. Ủa hôm nay An về lại nhà từ khi nào? Dạ bữa 25. Hôm trước là mình gặp An ở bệnh viện quận 11 đúng không? Dạ. Bác sĩ cho xuất viện hả? Dạ. Xin về phụ. Mình xin về hay là em xin về? An thì bị bệnh xuất huyết tiêu hóa, bị xơ gan. Rồi nhiều thứ nữa trong đó có ảnh hưởng đến tâm lý đó là lâu cho nên là bác sĩ hay cho uống thuốc an thần lắm. Rồi hôm đó là An nằm ở bệnh viện quận 11 thì đứa nào nằm ở bệnh viện quận Bình Tân? Ba đứa luôn. Tâm chia sẻ là hôm trước rồi là ông nào nhập viện đâu? Dạ, ông này ông bị lúc đầu là vô là bị viêm phổi nặng, trong phổi có xuyễn. Rồi sau đó bác sĩ chẩn đoán là bị xuyễn luôn. Rồi tới phiên này cũng bị phổi. Hôm nay thì bị nhiễm trùng đường ruột. Vì trong bụng có hạch gì đó. Rồi ba anh em nằm chổng luôn. Rồi thêm qua bữa sau là tới ba nó. Rồi tới giờ phải lo mấy đứa này xong rồi phải chạy qua ba nó lo. Vậy là những cái ngày mà An nằm ở bệnh viện quận 11 á thì chắc có lẽ là Tâm là người mà phải lo toan nhiều nhất. Dạ, chạy tới chạy lui chứ giờ đâu có bỏ ba nó chổng mình được anh đâu. Xong cho mấy đứa này khám bác sĩ không chích thuốc đồ xong rồi mới về. Rồi chạy vô ba nó coi ba nó cần gì rồi mua. Hôm trước thì mình có gặp An ở bệnh viện quận 11. Dạ. Hôm đó thì không có gặp được Tâm với mấy đứa nhỏ. Dạ. Thì không biết là Tâm có xem được cái đoạn clip đó. Dạ chưa. Chưa hả? Dạ chưa, lo mấy đứa này không gài chưa coi được. Chưa coi. Dạ. Cũng chia sẻ là hôm đó tâm trạng của An á. Dạ cái đó là anh lo lắm. Nói. Dạ anh nói lo lắm. Biết. Thậm chí anh còn nhắn nhủ với mọi người là lỡ anh có chuyện gì xấu nhất á thì ba đứa nhỏ sợ nhất là ba đứa nhỏ không có cha rồi Tâm không lo nổi rồi mấy đứa nhỏ ra đường nữa. Dạ. Thì có khi nào Tâm cũng suy nghĩ giống như An như vậy không? Anh chửi em hoài luôn đó, em khôn giùm anh cái đi, em khờ quá, ngây thơ quá, cái gì cũng không biết hết trơn á. Lỡ mà anh chết cái là em không lo được cho con, anh mà chết không yên tâm nữa. Anh cứ mắng em biết vậy đó. Kêu em gắng khôn chút xíu để còn lo cho con. Nhưng mà hôm trước là An có chia sẻ là muốn cho Tâm mở một cái tập hóa nhỏ nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi, đầu năm sau em muốn nhà khác mở tập hóa cho nó bán. Hiện giờ là căn nhà này là mình thuê một tháng bao nhiêu? 1.2 điện nước 1.7. Triệu 7? Dạ. Thì nếu mà thuê mà cái chỗ nào có mặt bằng ít nhất phải 3 triệu một tháng. Dạ, 2 triệu mấy à. Ở đây nó nhà hơi nó rẻ hơn. À. Rồi em thì đi chạy xe. Chứ mà năm sau là thằng này nó đi học rồi. Mà cũng may là có trường tình thương á. Bên ở sớm một hồi với anh. Bên tinh tạc Mã Lò. Người ta hứa là năm sau cho nó qua bệnh học. Con hả? Về năm nữa chị không có dạ giúp. Con hết cho trước khi ra Tâm đến với ông Minh Hai được là Tâm được đi học hết trơn. Đó nghe không, hết bệnh đi lớn với Minh Hai mới được đi học. Em về được mấy ngày cái em chạy xe bị ta đụng. Đó cái chân này hả? Dạ. Đây nữa. Làm xuất viện được vài ngày là chạy xe ôm. Dạ. Chạy ráp hay là chạy gì? Chạy GoJet á. GoViet chứ. Đó là GoJet rồi. Dạ. GoJet thì chạy được một ngày được bao nhiêu? 100 mấy, có khi 200 mấy. 200 mấy. Mà về bữa hôm bị cái anh kia anh bị ta đụng anh lách qua em anh đụng em cái nghĩ tới giờ luôn. Thôi hiện giờ thấy dán thuốc dán nè. Đụng không có gì cái cho ta đi đụng không làm khó làm dễ ta. Không. Không kìa. Ông này là tên Long nè. Dạ. Ông này tên gì ta? Phú. Dạ. Còn anh hai? Tên Thành. Thành. Long, Phú, Thành. Dạ. Hồi xưa sao đặt tên như vậy Tâm? Đây ảnh. Dạ. Em đi coi thầy á. Chứ mà đặt tên kia không hợp tới mình hoài à. Lúc đầu là ông Phú nè, sao đặt tên Phú? Ông này á là thầy coi thằng này hợp. Lúc đầu em tính thằng này đặt tên là Nam.
mà thầy nói là cái bà cô coi em trước đó nói là ngày là bị họ không hợp tuổi, nó bệnh hoài à, sao đi đổi xong thấy hợp tuổi đi xuống dưới cho cô coi luôn. Hai anh em thương nghe không? Dạ. Giờ rồi ai bắt nó là nó khóc không? Không vậy tôi nói không vậy. À. Không quá nè. Sợ quá. Cái đụng này. Nó ho không? Hết bệnh rồi đi Vũng Tàu chơi nữa nha. Long. Ai ai đi cho mình. Đi đâu? Đi Vũng Tàu chơi. Thôi rồi sao đi. Thì đừng có. Ông này ông đâu có biết Vũng Tàu đâu đúng không? Dạ. Nhưng mà ông Long thì biết nè. Long biết. Ông kia biết. Ông này biết. Đúng liền con đồ chạy cũng chơi nhảy thầy. Nhảy mũi gì em. Lớn rồi. Long ơi. Chú xin em về chú chăm nha. Không không không. Sao không? Đây giảm anh nè. Long. Chú lấy em về chú nuôi nha. Ôi này cái tay còn van nè. Dạ. Rồi khi nào nhập viện lại? Lát về cho nó về chơi á. À trưa nay là mới dạ. 8 giờ, 14 giờ, 20 giờ, 10 giờ tối. Ở nằm bên Bình Tân á. Nó khóc. Nó khóc dữ lắm, nó khóc nó không có thôi. Thôi phải kìm cách để dỗ nó. Nó chẳng lắm chị. Nó mang cái bình. Xiển xài bình nữa. Bỏ đây xịt nè. Là lúc nào xiển là bắt đầu là dạ. Mình có cái ống không? Đây em xịt. Chứ sức đề kháng nó yếu quá. Bỏ đây xịt lên. Không có bóp mũi em. À là bình xiển á. Dạ. Một ngày như vậy em lên cơn xiển bao nhiêu lần? Bên này đó bác sĩ là chỉ là cho nó phòng ngừa thôi, mới vừa bị giờ cho nó phòng ngừa. Cho nó dự phòng. Chứ đừng có để nó nặng quá. Trời ơi. Tí nữa chú có lấy em về chứ. Tại chú không lấy em về à? Không. Không. Bữa nay nó già lắm rồi. Em hai bú lại đời. Bé em cụp lưng em. Rồi ông Long ổng đang bệnh viện rồi, ổng có nhớ thằng em không? Dạ, có đòi không? Đòi về nhà hoài không à? Nhà, về nhà chơi với em. Dạ, mẹ nó chở đi. Em nhà em giữ hai đứa này, đâu còn ai giữ đâu. Nội nó thì về bên kia rồi. Ngày mai nghe nói là An với chị Tưởng là đi dạ, đi bốc thuốc. Bốc thuốc. Thì cái chỗ bốc thuốc nó như thế nào? Dạ em cũng biết đó, chị Tưởng gọi cho em hỏi thăm sức khỏe em. Rồi xong chị nói là mai chị dắt em đi bốc thuốc 5 giờ sáng. 4 giờ mấy là ở đây em chạy xuống dưới. Mai là chị Tưởng có nhắn với mình là nhờ mình phụ phát cơm từ thiện ở bên bệnh viện phục hồi chức năng quận 8 á. Rồi còn chị sẽ dẫn An đi khám bệnh. Còn ở nhà Tâm giữ ba đứa. Dạ. Mẹ nó chở tụi nó về đồng. Từ đó đến giờ giai đoạn nào mà An thấy là khó khăn nhất? Có phải là giai đoạn vừa rồi là mình vừa nhập viện được ba đứa nhỏ vừa ở bệnh viện không? Dạ. Giai đoạn vừa rồi với tại vì giai đoạn rồi em khủng là ở dưới em chảy máu ra nhiều quá, không cầm được á. Bác sĩ nó không cầm được. Nên giờ từ từ chị em bị khủng hoảng, bác sĩ sợ em ảnh hưởng đến tâm lý cho em uống thuốc ngủ. Nhưng bây giờ ổn định chưa? Giờ vui vẻ chưa? Dạ rồi. Xuất viện hả? Thấy cảm giác nó nhẹ nhàng người hay là do là như thế nào? Xin em xin sức về cũng về á, chứ bắt em nằm nữa. Mà bệnh em nằm gì đâu nữa. Cãi nó, là tới đâu tới. Mẹ không cầm một cái. Rồi cái công việc mà hôm trước mình nói là mình sẽ làm nghề ve chai á, thì dự tính thì như thế nào? Bây giờ chắc nghỉ, chứ có một mình em làm à, nó làm nổi. Hồi xưa là còn bà nội giữ mấy đứa nhỏ còn làm, còn giờ không ai giữ đó. Tiền gửi người trẻ cũng vô đó rồi. Qua năm chắc mở tập quá mẹ nó bán. Em chạy xe ôm. Chứ giờ ai nghe nói tiếng em đi xin đi làm ai cũng không dám nhận. Ta sợ. Đi chơi đâu chạy. Có đâu. Từ bên quận 8 mà mình chạy qua đây một xíu mà người nó mệt rồi. Dạ. Mà chạy xe ôm như vậy chạy cả ngày mà đối với An thì bị bệnh nữa. Làm sao mà chạy nổi trời. Là cũng hơi gán. Chạy ngày được 200 em về. Có khi nào phải khỏe thì em chạy 200 mấy nữa. Mà giờ chạy ế lắm, nó trừ 30%. Ở nhà như vậy có mấy đứa nhỏ như thế này thì cơm nước làm sao? Mẹ nó nấu. Sáng, buổi sáng? Sáng đi chợ cho mẹ nó nấu. Buổi sáng tụi nó ăn gì? Em đi mua đồ ăn sáng cho nó ăn, cho nó có chất. Hồi xưa là cho nó ăn cơm không à.
Kỹ rồi, kỹ rồi. Chút xíu mà cũng ăn cơm hả? Dạ, dạ ăn cơm hết rồi. Còn bây giờ mua gì cho nó? Sáng cho nó ăn hủ tiếu. Bữa trưa đi chợ về cho mẹ nấu cơm. Mẹ đứa ăn được 2 tô. Dạ không. Con chén à. Ăn chén mà gớt ngoài đất quá trời. Mẹ mẹ hôm trước mà mình đi đâu ăn con ăn nhiều tô quá. Không. Dạ. Cướp á. Hấp lên 200. Mình không phải đi chờ đó. Té. Cố anh. Chú ra. Ai chồng cũng hỏi em đó là một mình em làm sao nuôi nổi. Tại có ba đứa nhỏ, cái mua tới đâu phải tới đó gì biết sao giờ. Thôi giờ trời sinh vôi sinh cả ha. À, đúng rồi. Ôi, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó vui ghê. Dù mình bệnh cỡ nào chăng nữa nhưng mà về thấy mấy đứa nhỏ nó quấn quýt nhau nè. Dạ, thấy nó vui. Tương lai là cái anh hai này khổ nè. Dạ lúc anh này nó khổ từ từ nhỏ nè. Khổ nè. Chỉ có cái này là sướng nhất. Làm gì vậy? Ba anh em làm gì vậy? Xưa hai chồng ở là tới đâu là dọn nhà tới đó. Vì sao? Tại sức khỏe không có đủ đi làm á. À. Trốn nhà trọ. Trốn nhà trọ nè, rồi trốn viện nè. Hai lần trốn viện rồi đúng không? Một lần là bệnh viện 115. Dạ. Một lần là bệnh viện Hùng Vương, Trưng Vương. Dạ. À. Rồi các bác sĩ giờ có đòi không? Đòi lại cái khoản tiền đó. Dạ không. Bữa hổm vô thấy em rồi. Bữa hổm em có nhập vô Trưng Vương thấy em rồi, nó tôi tưởng ông chết rồi đó. Còn 115 em chưa có vô. 115 thì mình có một cái cô đó, cô Hương á, tội dạ. Lắm. Ngủ ở bệnh viện 10 năm nay, cái Tết năm nay là 12 năm rồi. Dạ, em có coi em thấy. Và trưa nay mình chở cô Hương đi nghỉ trang cúng ở bên quận 12 á. Nói chung bệnh hoạn rồi, lạc quan, vui rồi đó. Nên là ai cứ nhìn câu chuyện của cô Hương á, không con cái này, không có một người thân nữa đó. Mà thấy cô lạc quan không? Dạ, thấy cô vui. Vui lắm. Mà thậm chí mà mình đi với cô á, cô chọc vui lắm. Vui hơn cả mình luôn. Cho nên là cứ lấy cái đó là động lực. Giờ đi chích thuốc mấy ông sợ không? Dạ sợ, khóc mà. Mỗi lần nào vô nó cũng khóc. Ông nào khóc nhất? Dạ đây nè. Ông Long rồi hả? Dạ vừa ngồi xuống ghế là chưa cái chích nữa là đã khóc rồi. Kim giờ là khóc rồi. Đi chích thuốc nha con. Đi đây. Đi chích thuốc. Năm nay nó còn nằm bệnh viện còn nhiều hơn em nằm nữa. Mấy đứa nhỏ. Dạ. Thời gian nó nằm nhiều hơn. Dạ. Năm nay nó nằm hơn nhiều hơn em nằm nữa. Mà em không biết tại sao bệnh này mà chị không nhất. Hành này mẹ quýnh được. Một. Hai. Nó muốn ăn u khấu. Hồ. Áo dừa. Áo dừa. Nghe không? Đạp em. Mệt nha. Anh này lì ghê. Cắn em hả? À, đã cắn. Té nè. Dài lắm. Thôi. Thôi đừng có giỡn nữa. Thôi đừng có giỡn nữa. Anh ấy lì nè. Nghe không? Lì. Ông này là giỡn nhây nhất nè. Giỡn nhây với chiều rồi cũng đòi đi nữa. Nghe không? Rồi lên xe chở luôn. Giỡn đi ngoài đường, ống đường á. Ho rồi đó, ho rồi đó. Ho là đâu có đi Vũng Tàu được đâu. Ho là bác sĩ chích á. Gì? Giỡn người đúng không? Lâu lâu mấy ông có đòi đi chơi nữa? Dạ có. Rồi đi đâu? Đi Vũng Tàu á. Rồi có biết gia đình mình khó khăn không? Ông lớn có biết không? Nhận thức được giỡn cái chuyện đó không? Nó biết rồi đó. À. Nó biết rồi. Mọi lúc thì không có quậy, giỡn một hồi mệt. Nghe nó biết rồi đó. Lì quá anh hai. Nó đòi thôi. Mẹ nó nói là em mệt chứ chưa có đi được, nó không đi. Giỡn nữa. Giỡn ho đó. Rồi tối là cả gia đình mình là nằm. Dạ nằm dài. Nằm dài xuống nhà ngủ. Dạ. Ừ. Nói anh Tâm là anh kém không? Hồn. Đúng không? Không. Không. Lì nhờ. Anh hai nó lì quá, ông thương này nó là. Dạ anh kém. Không. Ho ăn kem. Ho ăn kem. Ho ăn kem. Dạ anh chơi bước đi. Không có đạp anh. Đây.
Hôm nay thì đến thăm gia đình thì sau khi mà mình đăng tải clip mà An nằm ở bệnh viện á thì mình nhận được số tiền của hai mạnh thường quân. Trước hết thì mình cảm ơn anh có tên là Nguyễn Trọng Hưng gửi cho An và Tâm số tiền 500 và một bạn chuyển khoản mà không có nói rõ tên vào lúc 1 giờ rưỡi chiều ngày 7 tháng 1 1 triệu đồng. Mình xin phép gửi cho gia đình tổng cộng nó là 1 triệu rưỡi. Hai một anh tên là Hưng như một anh gửi vào ngày 7 tháng 1 á, anh cũng không biết tên. Em cảm ơn hai anh rất nhiều ạ. Và em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, em sẽ hứa em gì mấy đứa nhỏ. Thôi, mấy đứa nhỏ ráng cố gắng chăm sóc nó nha, ăn Tết. Mua cho ổng bộ đồ nhà cũng được. Mẹ chúc có không năm mới đi. Chúc ơi. Chúc ơi. Đứng dậy. Đứng dậy con. Đứng dậy. Chúc mọi người năm mới đi. Chúc mọi người năm mới làm ăn phát đạt. Chúc mọi người đi. Thành con chúc ơi. Anh này lớn con chúc ơi, con chúc con đàng hoàng. Con chúc Mạnh Thường Quân. Nó chúc đàng hoàng. Giỡn mẹ quýnh đồ. Kìa Long nói coi. Long giỏi nè. Long nè. Chúc Mạnh Thường Quân chúc. Năm mới vui vẻ. Con Thành. Long giỏi chúc Mạnh Thường Quân rơi năm mới vui vẻ. Có bàn tay không? Con phanh tay ơi, con phanh tay ạ. Đi phanh tay ạ. À. À. Ơi. Thôi ngồi xuống. Bye bye nha. Dạ.